Theo tờ Tutto Mercato, Kylian Mbappe đang chuẩn bị ký hợp đồng mới với PSG có thời hạn tới năm 2026. Cầu thủ người Pháp đã thay đổi quan điểm ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau. Ý định của Mbappe đã khiến anh bị PSG trừng phạt bằng cách loại khỏi đội 1. Tuy nhiên, hai bên đã hàn gắn mâu thuẫn và Mbappe đã đóng góp vào 3 bàn thắng trong 2 lần ra sân ở Ligue 1. Trong hợp đồng mới của Mbappe sẽ có một điều khoản phá vỡ được kích hoạt vào mùa giải năm sau, qua đó cho phép Mbappe gia nhập Real Madrid. Giám đốc thể thao Luis Campos sẽ thuyết phục Mbappe ký vào hợp đồng mới, nếu không thì chiếc ghế của ông khó có thể được đảm bảo. Mbappe cũng hiểu rõ PSG không thể để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi đã đầu tư quá nhiều tiền của. Việc đem lại cho câu lạc bộ một khoản tiền chuyển nhượng lớn cũng là cử chỉ tôn trọng với đội bóng đã đặt nhiều niềm tin và tâm huyết vào sự phát triển của anh. Hiện tại Mbappe đang được định giá là 180 triệu euro. Với những khoản tiền đầu tư và năng lực không thể phủ nhận của Mbappe, chắc chắn PSG sẽ không nhả người với một con số thấp hơn. Với số tiền chuyển nhượng lớn như vậy, phía Real Madrid cũng sẽ cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng bởi họ khó có thể đầu tư thêm những vị trí khác trong đội hình. Ký giả David Ornstein và Fabrizio Romano xác nhận thương vụ làm ăn của Manchester United với Tottenham trong việc chiêu mộ Reguilon đang tiến triển khá thuận lợi. Chấn thương của Luke Shaw và Tirel Malacia đẩy MU vào thế khó. Họ không còn nhiều sự lựa chọn cho vị trí hậu vệ trái. Ban đầu thì Marc Cucurella là mục tiêu ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu. Tuy nhiên, thương vụ bế tắc do Chelsea đòi hỏi mức giá quá cao. Ngoài ra thì MU muốn đính kèm điều khoản cho phép trả Cucurella về lại Chelsea trong tháng 1. Đó là thời điểm Luke Shaw và Malacia đã lành lặn chấn thương. Do đó, Chelsea và MU chấm dứt đàm phán. Không đợi lâu, MU chuyển hướng sang Sergio Reguilon của Tottenham và sớm có được người mình cần. Ký giả David Ornstein xác nhận Reguilon đã hoàn tất kiểm tra y tế trước khi tuyển từ Tottenham sang Manchester United. Cầu thủ 26 tuổi gia nhập MU theo dạng cho mượn kéo dài cả mùa giải với điều khoản phá vỡ hợp đồng vào tháng 1. MU không mất phí hoặc bắt buộc mua đứt nhưng phải chi trả toàn bộ tiền lương. Fabrizio Romano cũng xác nhận thông tin tương tự. Cần biết rằng 3 năm trước thì MU từng theo đuổi Reguilon, song cuối cùng tuyển thủ người Tây Ban Nha lựa chọn gia nhập Tottenham Hotspur. Cũng theo Fabrizio Romano, MU chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới với thương vụ Sofyan Amrabat, tiền vệ 27 tuổi mong muốn cập bến Quỷ Đỏ. Theo Romano, MU chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới với thương vụ này sau khi hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ Sergio Reguilon. Quỷ Đỏ sẽ tập trung chốt deal Amrabat. Theo Romano thì Fulham không tham gia cuộc đua chiêu mộ tiền vệ người Maroc. Về phía tiền vệ 27 tuổi, Amrabat mong muốn gia nhập MU thay vì chuyển đến bất kỳ đội bóng nào khác. Chia sẻ về tương lai của Amrabat, chủ tịch câu lạc bộ Fiorentina Cosmiro cho hay: "Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với Amrabat và nếu cậu ấy muốn rời đi, Fiorentina sẽ tạo điều kiện cho kịch bản đó xảy ra. Cậu ấy vẫn còn hợp đồng với chúng tôi. MU hay Galatasaray, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra." Tương lai của Amrabat trở thành chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông xuyên suốt mùa hè vừa qua. Ngôi sao 27 tuổi lọt vào mắt xanh của nhiều ông lớn châu Âu, bao gồm cả Manchester United. Quỷ Đỏ xem tuyển thủ người Maroc là mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng. Amrabat hứa hẹn sẽ mang đến sự bổ sung chất lượng, chia lửa bên cạnh Casemiro. Mùa giải 2022-2023 thì Amrabat có màn trình diễn ấn tượng trong máu của Fiorentina. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Amrabat để lại nhiều dấu ấn đậm nét trên hành trình Maroc lọt vào bán kết World Cup 2022. Ký giả Fabrizio Romano và David Ornstein đồng loạt xác nhận Bayern Munich đồng ý bán đứt Ryan Gravenberch. Cụ thể thì Fabrizio Romano cho hay Ryan Gravenberch tới Liverpool. Here we go, 40 triệu euro phí cố định cộng thêm 5 triệu euro phụ phí, hợp đồng 5 năm, cầu thủ này sẽ bay đến Liverpool vào tối nay. Thỏa thuận sẽ được thông qua và cuộc kiểm tra y tế đã được lên lịch. Tương tự thì David Ornstein cũng khẳng định Liverpool đã đạt thỏa thuận với Bayern Munich để ký hợp đồng với Ryan Gravenberch. Phí cố định 40 triệu euro, tuyển thủ người Hà Lan sẽ gia nhập The Cup theo giờ hợp đồng dài hạn. Cầu thủ 21 tuổi bay tới Liverpool vào tối nay trước khi tiến hành kiểm tra y tế vào thứ 6. Mùa hè này thì MU thực sự cần tiền vệ. Quỷ Đỏ chưa thấy sự thuyết phục trong lối chơi. Ở đó thì một mình Casemiro khó khoán xuyến được khu vực trung tuyến. Do đó họ quan tâm tới Gravenberch và Sofyan Amrabat. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford liên tục chần chừ ở cả hai thương vụ. Chính vì thế, Liverpool nhanh chóng nhảy vào và thành công. Với Gravenberch, tuyến giữa Liverpool trở nên đáng gờm hơn nữa. Ngược lại thì MU sẽ phải tập trung vào thương vụ Amrabat khi phiên chợ hè sắp khép lại. Trao đổi với Give Me Sport, ký giả Fabrizio Romano đã lên tiếng cập nhật về tình hình của ngôi sao người Tây Ban Nha. Dù đã xuất hiện hàng loạt tin đồn liên quan đến Bayern Munich hay là Real Madrid, Rốt cuộc thì các câu lạc bộ này đều đã chiêu mộ những thủ môn khác và David De Gea vẫn chưa có cho mình một biến đấu mới. Theo tiết lộ từ Romano, thay vì ở lại châu Âu, lựa chọn khả dĩ nhất của De Gea vào lúc này là chuyển sang Ả Rập Xê Út. Ký giả người Ý cho biết, tình hình của cựu thủ môn MU hiện nay đang vô cùng im ắng. Cậu ấy đã được các câu lạc bộ Ả Rập Xê Út tiếp cận vào 3 tuần trước và tôi nghĩ rằng lựa chọn này có thể trở nên cụ thể hơn trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng tại Saudi Pro League. Còn ở châu Âu, mọi thứ vẫn vô cùng yên lặng. Ngôi sao người Tây Ban Nha từng là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm, nhưng công bằng mà nói, giai đoạn cuối sự nghiệp của De Gea ở Old Trafford đã trôi qua không mấy thành công. Vì vậy, việc anh không được những câu lạc bộ lớn để mắt đến cũng là điều dễ hiểu. Trang chủ câu lạc bộ PSG thông báo hoàn tất việc chiêu mộ Bradley Bakula, cầu thủ người Pháp cập bến PSG từ Lyon. Bakula đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kéo dài đến năm 2028. Samai 20 tuổi sẽ mặc áo số 29 tại PSG. Theo Fabrizio Romano, PSG bỏ ra 50 triệu euro để sở hữu chữ ký của Barcola. Năm 2008, Barcola bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp của điều áo số khi gia nhập đội bóng AS Bourg Villebuane. 2 năm sau đó, anh cập bến đội trẻ Lyon. Tuyển thủ U21 Pháp thăng tiến từng bước, trải qua các cấp độ trẻ khác nhau trước khi được đôn lên đội 1 Lyon mùa giải 2021-2022. Barcola ra mắt đội 1 Lyon ở trận đấu với Sparta Praha trong khuôn khổ vòng bảng Europa League vào ngày 4 tháng 11 năm 2021. Barcola có thể thi đấu tốt ở vai trò tiền vệ cánh hoặc tiền đạo. Mùa giải 2022-2023 thì Barcola thường xuyên đá chính trong áo của Lyon. Tổng cộng anh gom góp 5 bàn thắng, 9 kiến tạo sau 26 trận tại Ligue 1. Barcola cũng góp mặt trong thành phần U21 Pháp tham dự vòng chung kết U21 châu Âu vào mùa hè vừa qua. Trung vệ huyền thoại Leonardo Bonucci chuẩn bị rời Juventus để đến với đội bóng đang có những bước tiến thần tốc ở Bundesliga là Union Berlin. Huyền thoại của Juve, người đã có hơn 500 lần ra sân cho đội bóng thành Turin trong 12 mùa giải, đã đồng ý chuyển đến Union Berlin và dự định chấm dứt hợp đồng với lão phu nhân để ký hợp đồng 1 năm với đại diện của nước Đức. Theo phóng viên Florian Plettenberg của tờ Sky, cầu thủ 36 tuổi này đã có lịch kiểm tra y tế và thương vụ đang dần được hoàn tất. Yếu tố quan trọng khiến Bonucci chuyển đến Đức là việc Juve không được chơi bóng ở đấu trường châu Âu vào mùa giải sau vụ bê bối tài chính khiến họ bị cấm thi đấu trong vòng 1 năm. Trong khi đó, thì Union sẽ được chơi tại Champions League lần đầu tiên trong lịch sử ở mùa giải này. Lễ bốc thăm chia bảng vào ngày hôm qua đã xác nhận đội bóng thủ đô Berlin sẽ rơi vào bảng C cùng với Real Madrid, Napoli và Braga. Sự ra đi của Bonucci là hệ quả phũ phàng và cay đắng của việc mùa giải 2023-2024. Juve sẽ không thi đấu tại châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa giải 2011-2012. Tuy nhiên, điều này có thể mang lại cho họ cơ hội để tập trung hoàn toàn vào việc giành lại danh hiệu vô địch Serie A, thứ mà họ đã không thể có được kể từ sau mùa giải 2019-2020 dưới thời của huấn luyện viên Mauricio Sarri.